Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dai cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Là người Việt Nam thì chắc hẳn bạn đã từng nghe về truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh rồi. Trong câu chuyện này, hai chàng trai tài phép là Sơn Tinh và Thủy Tinh tranh nhau cầu hôn với con gái của Hùng Vương. Hùng Vương ra điều kiện ông nào đưa lễ vật đến sớm hơn thì sẽ được lấy công chúa. Lễ vật là gì thì chắc các bạn đều thuộc lòng như cháo. Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Truyền thuyết thì chỉ là truyền thuyết, bậy thực ba hư, chứ trên thực tế làm gì đào ra những sinh vật như thế. Voi chín ngà chẳng hạn, tất cả những loài voi còn sống ngày nay, hay thậm chí là hầu hết các loài voi thời tiền sử chỉ có 2 ngà, hoặc ở trên hoặc ở dưới, chứ làm gì có voi là nhiều hơn 2 ngà. Ấy thế mà trong lịch sử, đã từng tồn tại một loài voi có đến 4 ngà các bạn ạ. Loài voi này lại thuộc một họ voi đặc biệt có lịch sử lâu đời, bắt đầu từ 28 triệu năm trước và chỉ mới tuyệt chủng cách đây khoảng 10.000 năm. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về loài voi đặc biệt này nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Như các bạn đã biết, rất nhiều loài trong bộ có voi, trong đó có họ voi ngày nay sở hữu cấu trúc đặc biệt ở miệng gọi là ngà. Về bản chất thì ngà ở voi và các loài trong bộ có voi là một cấu trúc răng lớn, chủ yếu được cấu tạo từ dentin, một loại chất cứng và dày đặc tương tự như xương nhưng có cấu trúc vi mô phức tạp hơn. Ngà có thể mọc ở hàm trên, đôi khi ở hàm dưới và tiếp tục phát triển suốt đời của con vật. Ngà thường có màu trắng ngà đặc trưng và có thể có các vân màu khác nhau tùy thuộc vào giống loài và môi trường sống của chúng. Ngà có thể xem là một phần quan trọng của cơ thể các loài sở hữu chúng trong bộ có voi, trợ giúp chúng trong việc tìm kiếm thức ăn, bảo vệ và giao tiếp. Chúng cũng có thể là một đặc điểm thể hiện sự dị hình giới tính, khi con đực thường có ngà to và dài hơn, con cái thì có ngà ngắn hơn hoặc thậm chí là không có. Nhưng con voi có ngà trông thật oai vệ, hùng dũng, xứng đáng là những tuyệt tác của tự nhiên. Về mặt số lượng thì thông thường những loài có ngà trong bộ có voi sẽ sở hữu 2 chiếc ngà. Voi châu Phi và voi châu Á hiện nay đều có 2 ngà, đều mọc từ hàm trên. Voi mammoth hay voi ngà thẳng cổ đại đã tuyệt chủng cũng vậy. Rhynchotherium, loài voi kỳ lạ mà chúng ta đã tìm hiểu trong một video trước đây cũng có 2 ngà nhưng lại mọc ở hàm dưới. Tuy vậy thì trong lịch sử trái đất đã từng có một chi voi với các cá thể sở hữu đến 4 ngà, 2 ở trên và 2 ở dưới. Đó chính là Gomphotherium. Gomphotherium là chi voi được mô tả lần đầu tiên và định danh vào năm 1817 bởi George Cuvier, nhà đầu văn học lừng danh người Pháp. Loài điển hình của chi này là Gomphotherium angustidens. Cái tên Gomphotherium dịch ra có nghĩa là thú đinh nhọn, nhằm chỉ 4 chiếc ngà nhọn mọc ra từ miệng của nó. Kể từ đó cho đến nay thì những hóa thạch tương tự đã được phát hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới, từ lục địa Á Âu xuống đến châu Phi và sang tận Bắc Mỹ. Những hóa thạch này được gán cho chi Gomphotherium và được mô tả thành nhiều loài khác nhau. Tính cho đến nay thì đã có tới 14 loài thuộc chi này, chưa kể là còn có 30 danh pháp đồng nghĩa khác đã không còn hợp lệ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng có thể nhiều loài trong số này thuộc về những chi khác chưa được xác định vì số lượng hóa thạch ít ỏi và kém nguyên vẹn. Niên đại của các loài thuộc chi Gomphotherium bao trùm gần như toàn bộ kỷ Tân Cận, cho thấy sự thành công to lớn của chi động vật con voi này. Hầu hết các loài Gomphotherium có kích thước tương đương với voi châu Á ngày nay, với chiều cao tính từ vai khoảng 2,5 m cho đến 3 m. Loài lớn nhất trong chi này là Gomphotherium steinheimense, với một mẫu vật được xác định đã 37 tuổi khi qua đời, cao 3,17 m và ước tính nặng khoảng 6,7 tấn. Loài nhỏ nhất có thể là Gomphotherium productum, với một cá thể 35 tuổi, cao 2,51 m và nặng khoảng 4,6 tấn. Nói về Gomphotherium, đương nhiên phải nhắc đến đặc điểm nổi bật nhất của chúng chính là 4 chiếc ngà, chia đều 2 trên 2 dưới. Chúng đã tiến hóa như thế nào và được sử dụng để làm gì? Những loài sơ khai nhất của bộ có voi, trà như Moeritherium có răng cửa phát triển mạnh ở cả hàm trên và hàm dưới, đại diện cho giai đoạn đầu trong quá trình tiến hóa của ngà voi. Theo quá trình tiến hóa, những chiếc răng này bắt đầu dài ra, nổi bật hơn và chuyên biệt hóa hơn. Một số chi như Platybelodon có răng cửa dưới nối dài và hợp nhất, tạo thành một cấu trúc dạng xẻng dài, có lẽ dùng để đào đất hoặc sục sạo bùn dưới đáy sông, để ăn thực vật thủy sinh hoặc để tước vỏ cây. Trong khi đó, ngà dưới của Gomphotherium không hợp nhất như Platybelodon và vẫn tách biệt. Gomphotherium có thể sử dụng cả ngà dưới và ngà trên để tìm kiếm thức ăn, chẳng hạn như để đào rễ và củ, cũng như để lột vỏ cây. Mặt khác thì với hình dạng dài và nhọn, 4 chiếc ngà này cũng có thể đã được sử dụng để phòng thủ chống lại kẻ săn mồi, cũng như trong các cuộc chiến với các thành viên khác trong loài của chúng, đặc biệt là trong mùa giao phối khi các con đực đã có thể chiến đấu với nhau để giành quyền thống trị. Chúng có lẽ cũng đã đóng vai trò nhất định trong các tương tác xã hội, chẳng như thiết lập quyền thống trị trong nhóm hoặc thu hút bạn tình, tương tự như voi hiện đại. Về sau thì ngà dưới dù là ở hình dạng nào cũng đã bị loại bỏ và voi hiện đại ngày nay chỉ còn hai ngà hàm trên. Đây có thể là sự thích nghi với chế độ ăn mới trong những điều kiện mới, và chức năng ban đầu của ngà dưới vốn là để đào bới và tìm kiếm thức ăn không còn cần thiết nữa. Sự xuất hiện của chúng trở nên vướng víu và thừa thãi. Hơn nữa thì việc duy trì những chiếc ngà lớn đòi hỏi nhiều năng lượng và tài nguyên của sinh vật. Khi mất đi ngà dưới thì các loài trong bộ có vòi có thể phân bổ nhiều năng lượng hơn cho các chức năng quan trọng khác như phát triển, sinh sản và sinh tồn. Chọn lọc tự nhiên ủng hộ những cá thể có thích nghi hiệu quả. Chỉ có các loài thích nghi tốt hơn với môi trường của chúng mới có khả năng sống sót và sinh sản cao hơn. Về nguồn gốc, nhiều khả năng Gomphotherium xuất phát từ châu Phi trong khoảng cuối thế Tiền Tân cho đến đầu thế Trung Tân. Sở dĩ nói như vậy bởi những hóa thạch cổ nhất của Gomphotherium được biết đến từ châu Phi, có niên đại khoảng 19,5 triệu năm trước. Tuy nhiên, một biến động địa chất quan trọng đã giúp chúng vượt ra khỏi ranh giới châu Phi và tiến vào lục địa Á Âu. Theo các nhà khoa học, trước thế Trung Tân thì động vật ở châu Phi bị tách biệt với động vật Á Âu, do lúc đó ở giữa hai lục địa này bị ngăn trở bởi eo biển Tethys. Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ Trung Tân khoảng 20 triệu năm trước, các mảng kiến tạo của châu Phi, Ả Rập và Âu Á đã di chuyển, va chạm và tạo ra một eo đất nối liền hai lục địa châu Phi và Á Âu. Từ đó dẫn đến sự di cư của nhiều loài động vật từ châu Phi sang Á Âu, trong đó có các loài trong bộ có vòi, và người ta gọi đó là sự kiện di cư của bộ có vòi. Gomphotherium và họ hàng của chúng là một thành phần quan trọng của cuộc di cư đó, và sau khi đến được lục địa Á Âu, Gomphotherium như cá gặp nước, trải qua các trình tiến hóa nhanh chóng, đạt đỉnh cao đa dạng trong khoảng đầu cho đến giữa thế Trung Tân. Chính vì vậy, người ta còn gọi giải đất nối liền châu Phi với lục địa Á Âu của thời kỳ này là cầu đất Gomphotherium. Từ châu Á thì Gomphotherium tiếp tục di cư đến Bắc Mỹ vào giữa thế Trung Tân, cách đây khoảng 15 cho đến 16 triệu năm trước. Hiện nay có một giả thuyết cho rằng các loài khác nhau trong Gomphotherium cũng như họ Gomphotheriidae có thể là tổ tiên của họ voi răng kiếm Stegodontidae, cũng như họ voi hiện đại ngày nay là Elephantidae. Chúng cũng là tổ tiên của các chi cùng họ sống ở châu Mỹ, chẳng hạn như Cuvieronius, Stegomastodon và Rhynchotherium. Mặc dù vậy thì chúng vẫn duy trì sự hiện diện của mình cho đến cuối thế Trung Tân và đầu thế Thượng Tân, với loài cuối cùng trong Gomphotherium được ghi nhận tuyệt chủng ở Bắc Mỹ cách đây khoảng 5 triệu năm trước. Nguyên nhân tuyệt chủng của Gomphotherium cho đến nay vẫn chưa có điều kiện để khoa học lý giải rõ ràng, nhưng các nhà khoa học vẫn có thể đưa ra những giả thuyết nhất định. Biến đổi khí hậu thường là nguyên nhân được đề xuất phổ biến nhất, vì những biến động lớn về khí hậu thường dẫn đến sự thay đổi về môi trường sống, khiến những môi trường phù hợp với Gomphotherium biến mất. Là một loài động vật có kích thước lớn, sự nhạy cảm của Gomphotherium với môi trường cũng rất đáng kể. Mặt khác thì nó cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những loài có vòi họ hàng, có sự thích nghi tốt hơn với điều kiện mới, chẳng hạn như voi mammoth hay voi răng mấu. Việc môi trường sống bị thu hẹp cũng như sự cạnh tranh khác loài ngày càng trở nên gay gắt hơn, có thể đã khiến những quần thể Gomphotherium cuối cùng bị cô lập và cắt đứt liên lạc với nhau, khiến sự đa dạng di truyền suy giảm, làm tăng rủi ro bệnh tật và tử vong sớm ở con non. Nhiều yếu tố này có thể đã đóng góp không nhỏ vào sự suy tàn và biến mất của Gomphotherium, những loài voi có 4 ngà độc đáo từng có một giai đoạn rất thành công trong lịch sử sự sống trên trái đất. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.